tháng 11 năm 2015, các khán giả Australia được tận mắt chứng kiến cú sốc lớn nhất trong lịch sử MMA thời bấy giờ khi Holly Holm phế truất biểu tượng Ronda Rousey tại UFC 193. Tròn 100 sự kiện đánh số sau đó, cũng tại xứ sở chuột túi, một cơn địa chấn kinh điển khác lại xuất hiện. Sean Strickland bước vào trận tranh đai hạng trung cùng cơ hội được đánh giá chỉ chưa đầy 15%. Tuy nhiên, với một người mà gần như cả cuộc đời chưa bao giờ được trọng dụng, thì sự coi thường này cũng chẳng thể khiến anh phải bận tâm. Chạm trán chuyên gia đánh đứng xuất sắc nhất hạng cân, những tay đấm người Mỹ đã so tài song phẳng với nhà vô địch ngay trên chính sở trường của đối thủ. Với những diễn biến như thế này của hiệp 1 thì cũng thật khó. Cú đá phải của Strickland, Adesanya của Perez rồi. Cơ hội bất ngờ này với Sean Strickland. Liên tiếp là những pha ra đòn của Strickland. Adesanya đang gặp rất nhiều khó khăn. Trọng tài Marcus đã quan sát rất kỹ tình hình. Adesanya có vẻ như vẫn ổn. Adesanya thậm chí còn giơ ngón tay cái tay phải của mình lên để cho trọng tài thấy rằng tôi ổn. Và bây giờ thì trận đấu trở lại thế đánh đứng. Đó thật sự là một khoảnh khắc thót tim dành cho những người hâm mộ của Israel Adesanya. Lần đầu tiên sau 27 trận đấu MMA chuyên nghiệp, Israel Adesanya bị đấm ngã. Và người làm được điều đó ngay trong hiệp đấu mở màn lại chính là kẻ thách thức mà chẳng mấy ai dám đặt niềm tin. Từ khoảnh khắc khiến cho cả Sydney phải rung chuyển ấy, Strickland lại càng được tiếp thêm sự tự tin trong một tinh thần vốn đã được tôi rèn qua quá nhiều đau thương. Adesanya dù có vận dụng tất cả những tuyệt kỹ tối tân nhất của bản thân cũng không thể gây ra được sát thương đáng kể cho mục tiêu. Toàn bộ thời gian của trận đấu được phủ kín bởi sức ép ngạt thở mà võ sĩ đến từ California tạo nên. Lâm Ly tiến về phía trước với một lớp phòng thủ vô cùng kiên cố, cùng độ chính xác hết sức đáng nể. Sean Strickland thực sự đã dạy cho Adesanya bài học đắt giá nhất từ trước đến nay về striking. Kết thúc 25 phút lịch sử và ngai vàng đã đổi chủ trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Từ một cái tên mà gần như tất cả chỉ coi là kẻ làm nền cho viên ruby thứ 9 của nhà vô địch, Strickland đã giành được chiến thắng bất ngờ nhất từ trước đến nay trong các trận tranh đai UFC hạng trung. Một kỷ nguyên mới được mở ra và chắc chắn đây sẽ là triều đại có sức ảnh hưởng đặc biệt mà không một tân vương nào có thể so sánh được.